បាទព្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេល11ខែដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាចំនួនពន្ធគយតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរគឺថយចុះបាទប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេល11ខែដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាចំនួនពន្ធគយតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានការកើនឡើងចំនួន 24% ក្នុងពិធីផ្លាស់ប្តូរពីប្រធានច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទៅជានាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយចំនួនលោកវួចអូនអតីតជានាយកជំនួយការនៃច្រកនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែធ្នូកន្លងទៅលោកអានវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2014ចំនួនពន្ធគយនិងរដ្ឋកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលបាន
tầm đọa dân nhát chật dập rạp bị rồi. Đại lại bộ đoạt khmai nâng chôn bộ đất tế đài chênh chô tạm trọ đi mà bị thiết tầm nên chân nam phí phòn đập bún khả nông rời dạp tên đọc mùi khai được khả nông miên chùm nuôn chiêng bùn liền nế khả nông nông miên sẵn chùm nuôn phí phòn bầy rối xài sập bì nế miên ca thói cho chùm nuôn phí xài nế xa mà nâng bún cần đọa dân nhá học sập phòng bún phí rồi hai bà kết tầm phiêu tế sử cho bộ đất tế chân nâng chốn cho nam phí bọn đọc bún, miền cá thói cho chùm nuôn cài sập bún bón phí rơi xài sập bún nhé, xa mà nâng đọc phí phí rơi cần đọc dù nhá sông pram. Thu viết khăn là ca nụ lô công riêng trái ạ bì bà rong hai bần tìm mình chế bàn chùm rối ai lô bật thiên cho đọc thamấy, tu lô vụt ốn, trái bần tó đặc nguồm xâm rõ xâm rút ca nghĩa tùm nẹ tùm nô là ớt tèm phía kì khmai nâng phía kì thái, thu viết ná để xa bàn nơi bồ đà nạp hiệp tật đấy xa